Dạ, em chào các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em lên clip 63 nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui làm gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Rồi em sẽ vô cái mã số 1 luôn nha. Mã số 1 là một cái cần cưa Somat. Thì cái cần này nè, nó cái cán tay cầm đồ nó có táp sơn như vậy nha các anh chị. Đó. Somat. Cái chỗ này thì nó bị đen như vậy. Đó, bị táp xi nha các anh chị. Nó bị táp xi đen đen. Thì cái hình thức của nó là như vậy nha các anh chị, giáp đen. Thì cái lưỡi của nó là mình sử dụng được hai loại lưỡi á. Một loại là 25 sen và một loại 30 sen nha các anh chị. Thì nó vẫn cũng còn ok hết nha, nó chỉ bị trài cái chỗ này xíu nha các anh chị. Đó, em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem trài chỗ này. Còn đầu đồ cũng còn ok nha. Trời, mã số 1. 170k nha các anh chị, 170.000. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một cái cây cưa này nha các anh chị. Cây cưa này thì ARS. Chiều dài lưỡi của nó là 18 nha các anh chị. Chỗ này thì người ta đó, ARS thì cũng còn khá bén nha. Lưỡi rồi cũng còn trắng sáng nha các anh chị. Rồi Made in Japan nha các anh chị, ARS Made in Japan. Rồi mã số, nãy tôi để chỗ này ba không lái đâu, cái tôi không quên luôn. Rồi chiều dài lưỡi là 18 sen nha các anh chị. Đó là một cây cưa gấp đó. Rồi mình lái lên mình gấp lại nha các anh chị. Rồi mã số 2 nha các anh chị, 200. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cái cây mở răng cưa nha các anh chị. Đó, hiệu của nó là Somat Japan. Thì cái cây này hình thức của nó này, đó, Somat. Cũng còn đẹp nha các anh chị. Nó chỉ trài cái lớp sơn nhẹ nhẹ bên ngoài thôi. Còn bên trong này cũng còn đẹp lắm nè. Thì cây này mình qua như vậy nha các anh chị. Qua như vậy nè. Đó, mình muốn tới số nào á. Cái mình số 4 này mình lóc lại nha. Đó. Mình lót lại rồi mình bẻ lưỡi cưa nha các anh chị. Thì cái này chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. Mã số 3, 230. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một cái cây kéo ARS nha các anh chị. Cây này kéo ARS này. Đó, hình thức của nó cán lưỡi rồi còn đẹp nha các anh chị. Cây này lưỡi rồi đẹp chưa, không có mài gì hết nha. Lưỡi còn mới, không có mẻ mài gì hết, chứ còn bén luôn. Đó, các anh chị. Lưỡi của nó nè. Rồi cái này thì chiều dài của nó là 18 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 18. Đó, cán đồ cũng còn trắng đẹp luôn nha các anh chị. Đây, Made in Japan. Rồi mã số 4 nha các anh chị, 220. Tiếp theo là mã số 5 nha các anh chị. Cái này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu tôi? Mã số 5 nha các anh chị, là một cái cây kiềm gọa của Sanki nha. Cây này thì chiều dài của nó là 250 nha các anh chị. Thì cái đầu này, răng đồ còn đẹp lắm nha các anh chị. Răng đồ còn ok nè. À, đây. Thì cái răng rồi còn đẹp nha, nhưng mà cái phần vỏ này nó bị rách như vậy nha các anh chị, nó bị cắn nè. Đó, một bên này cắn xíu, bên này cắn xíu nha. Còn cái đầu là đẹp lắm, không có bị gì hết á. Cây rất là mập mập chắc chắn nha các anh chị. Thì cái cây này để hình thức như vậy là miệng mở rộng của nó 4 sen nha các anh chị. Mình còn mở được nhiều hơn chút nữa nha. Thì cây này hiệu của nó là Sanki, logo nội địa Nhật, chiều dài là 250. Đó, có rách hai chỗ, cắn hai chỗ. Rồi mã số 5 nha các anh chị, 170. Tiếp theo là mã số 6, là một cái cây kiềm quạ hiệu tớp nha các anh chị. Đó, cây này thì cắn không có rách luôn. Cắn đẹp luôn nha các anh chị, cắn đẹp, đầu đẹp nè. Răng ngàm rồi còn ok.
Cái này thì chiều dài của nó là 300mm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 300mm. Thì cái miệng mở rộng để hình thức như vậy là 5 sen nha các anh chị. Cái này thì nó lớn miệng rộng lắm nha. Nhưng mà mình để hình thức như vậy này, vuông góc như vậy thì là 5 sen. Răng rồi, răng bánh nguyệt, răng này mạnh lắm nha các anh chị. Rồi mã số 6 300k. Rồi tiếp theo là mã số 7 nha các anh chị. Mã số 7. Mã số 7 là một cái cây thước thủy nha các anh chị. Cây này thì có 3 mắt thủy nè. Nó có cái tem ở đây mà nó dưa quá em chà luôn rồi nha các anh chị. Thì 3 mắt thủy nè, ống nước rồi cũng còn ok nha. Đó, thì cây này chiều dài của nó là 15 sen nha các anh chị. Chiều dài là 15, có 500 hít. Đó. Rồi mã số 7 nha các anh chị, 180. Tiếp theo là mã số 8. Là một cái cây thước thủy này nha các anh chị. Cây này không hiệu nha. Cây này nó có cái chữ như vậy thôi nha các anh chị, không có hiệu. Đó, nó cũng có 3 mắt thủy, cũng có 500 hít. Nhưng mà 500 hít của nó không có mạnh nha các anh chị, nó yếu yếu à. Để em hít. Nó vẫn nó hít yếu nha các anh chị, nó không có. Đây. Đó, nó có hít nhưng mà nó yếu nha. Nó bằng nhựa chứ nó không phải bằng bằng nhôm nha các anh chị. Đó thì nó còn 3 mắt thủy khá đẹp nha. Thì cây này chiều dài của nó là 20 nha các anh chị, chiều dài 20, có 3 mắt thủy như vậy. Rồi mã số 8 120 nha các anh chị. Cái này bằng nhựa nha, cái này 500 hít yếu nha các anh chị. Rồi mã số 8 120. Tiếp theo là mã số 9, mã số 10, mã số 11 nha các anh chị. Thì em có 3 cái cây giống như vậy. 3 cây sủi nha các anh chị. 3 cây sủi thì em để cái mã cho các anh chị mình chọn thôi nha. Chứ còn nó hình thức của nó cũng giống nhau nha các anh chị. Đó, hình thức đầu rồi còn hết nha. Thì cái của nó là Tajima Made in Japan nha các anh chị. Thì chiều dài của nó là 30 nha các anh chị. Còn cái phần này nè là 10 sen nha. Thì nói chung là còn đẹp hết nha các chị. Mình để cái lưỡi dao đọc giấy vô á. Đó. Là mã số 9 200. Toán rồi còn đẹp nha. Mã số 10, mã 11. Đó. Cái đít thì người ta cũng có đóng rồi nè. Cái chỗ này, cây này thì họ trại xíu cái sơn, cái xi thôi nha các chị. Chứ không có le gì hết. Rồi mã số 10, mã số 9, 10, 11, 200k một cây nha các chị. Nó đầu rồi còn đẹp nha. Hiệu của nó là Tajima Made in Japan. Rồi tiếp theo là mã 12 nha các anh chị. Mã 12 là một cái cây búa này. Thì cái cây búa này là cái đầu búa không là 1.3 nha các anh chị. Đó, đầu búa không là 1.3. Thì nó không có cái tên đầu, nó không có cái hiệu nha các anh chị. Cây này thì nó là đó. Mới chưa sử dụng nha các anh chị, mới chưa sử dụng. Cái chỗ này nè, nó có cái tem nha. Tem mã rạch 49 nha các anh chị, cũng của Nhật á. Thì cái này đây. Còn cái tem mã rạch 49 thôi, chứ còn ở trên đầu thì nó không có chữ. Cái này 1.3 nha các anh chị, 1.3 nè. Thì cái chiều dài của cái búa là 30 nha các anh chị. Đó, nặng luôn á, nặng luôn, cán là 1.4 nha các anh chị. Nặng luôn cán là 1.4. Rồi mã 12 250 nha. Tiếp theo là mã 13. Là một cái cây búa bi hiệu UH này nha các anh chị. Đầu bi đẹp nè. Đó. Bi cũng ok nha. Rồi thì cái cây này là nó nặng của nó là 570g nha các anh chị. 570. Chiều dài của nó là 32. Đó, hình thức còn đẹp nha. Còn khá mới luôn. Tem rồi cũng còn nha các anh chị. Rồi mã 13 180. Tiếp theo là mã 14. Mã 14 là một cây búa đóng đinh nha các anh chị. Rồi cây này nè, cái đầu đóng đẹp nha các anh chị. Đầu đóng đẹp nè. Cái đầu nhổ đinh thì nó hơi xấu xấu cái chỗ đầu ngoài cùng chút xíu nha các anh chị. Nhưng mà cây này thì cũng còn ok nè. Đó. Cán thì nó hơi dính sơn nha các anh chị, nó dính màu vàng vàng này, dính sơn nè. Của nó là Dokku nha các anh chị, hiệu là Dokku Made in Japan. Thì cái cây này á là nặng của nó là
650g nha các anh chị, nặng là 650g. Chiều dài của nó là 39 nha các anh chị, chiều dài 39. Cán này nó chỉ bị dính cái màu sơn với cái màu của nó là màu xám xám như vậy nha các anh chị. Rồi nó dính cái sơn vàng vàng, còn cái thân này là bằng sợi thủy tinh nha. Cũng còn đẹp, không có bị gì nha các anh chị. Đó. Cái đầu đây nó hơi xấu chút này. Rồi còn cái phần đóng đinh nó có răng chống trượt á, còn đẹp nha. Thì cái này là mã số 14 nha các anh chị, 230. Tiếp theo là mã 15. Mã 15 là một cái cây mở lết mở nhanh nha các anh chị. Cây này là hiệu sinh kỳ này. Chiều dài của nó là 300mm nha các anh chị. Đó, sinh kỳ thép Elocitel. Thì cây này nè, nó mình bóp này tuột xuống này, răng rồi còn đẹp nha các anh chị. Muốn bóp mình bóp lên, tải lên là mở lết mở nhanh nha các anh chị đó. Thì cái cây này nó bị mẻ nhẹ chút xíu chỗ này nha các anh chị. Đó, nó mẻ nhẹ chút xíu cái răng, cái miếng, cái miệng ngoài cùng thôi, nó không bị gì nha. Thì cây này là hiệu của nó xanh kỳ nha. Chiều dài của nó là 200mm, rồi mã 15 250 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 16 là một cái cây mỏ lết ngang cũng hiệu xanh kỳ luôn nha các anh chị. Gamben. Đó. Thì cái cây này á, là nó phần răng ngàm rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Đó, phần răng ngàm rồi đẹp hết nha. Đó, phần trượt cũng đẹp luôn nha. Cây này còn khá đẹp. Cây này thì miệng mở rộng để hình thức như vậy á, là 72mm nha các anh chị. 72mm, 7,2 sen. Thì em sẽ quay vô này, hoạt động đồ ok hết nha. Cây này còn đẹp lắm. Đó, này. Răng ngàm được còn đẹp luôn nha các anh chị, không có bị gì hết á. Chỗ này nó có tóc nhẹ nhẹ xíu xi nha. Đó, cắn cắn xíu thôi. Còn bên này đẹp luôn nè. Rồi mã số 16 nha các anh chị, 260. Tiếp theo là mã 17. Mã 17 là một cái cây mỏ lết này nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 300mm, hiệu Super, Made in Japan. Cây này đẹp nha. Thì cái phần ngàm của nó để hình thức như vậy nha các anh chị đó, cũng đẹp lắm nha các anh chị. Đó, phần đường ấy. Cái này thì miệng mở rộng của nó là 35mm nha các anh chị. Miệng mở rộng là 35mm. Đó, phần ngàm rồi đẹp nha. Không bị gì nha các anh chị. Trên mã số 17 nha. 260k. Chiều dài của nó là 300mm, miệng mở rộng là 35mm, hiệu Super nha các anh chị. Rồi mã 17, 260. Tiếp theo là mã 18. Là một cái cây này nha các anh chị. Cây này mỏ lết của mỏ lết đen, cái thép màu đen đen này của Gisuke nha các anh chị. Logo nội địa Nhật này, Japan. Đó. Thì cái cây này là chiều dài của nó là 250mm nha các anh chị. Đó, phần ngàm đồ không có rơ lát nha. Không có rơ lát gì hết. Đó, phần ngàm thì nó không được đẹp lắm nha các anh chị. Đó, cũng màu cũng có xài rồi, nó cũng... cũng còn được thôi nha. À, lái bao tay vô để nè, mẹ đi cái bao tay vô dưới rồi vô đó. Thì cái miệng mở rộng của nó là 30 nha các anh chị, miệng mở rộng là 30mm, chiều dài của nó là 250mm, hiệu Gisuke, logo nội địa Nhật. Rồi, rồi mã 18 nha các anh chị, 200. Tiếp theo là mã 19 là một cái cây mỏ lết của Sanki nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 250mm, miệng mở rộng là 30 luôn nha các anh chị, 30mm. Phần ngàm rồi mới chưa sử dụng nha. Đó, ngàm mới hết nha các anh chị. Japan. Khá mới luôn. Hoạt động ok. Đẹp nha các anh chị, khá đẹp luôn. Rồi mã 19, 230. Tiếp theo là mã 20. Mã 20 là một cái cây mỏ lết này của Lotte nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 200mm nha. Miệng mở rộng này. Đó. Cái cây này chưa có sử dụng. Nói chung là đi về bãi thì nó dính bụi đồ dưa dưa chút thôi, chứ còn mới lắm nha. Cây này thì chiều dài của nó là 200mm nha các anh chị. Lotte logo nội địa Nhật. Đó, Japan. Thì cây này nè, em quay cho các anh chị mình xem nha. Phần ngàm của nó nè. Đó, ngàm khít thịt luôn, đẹp lắm nha, không bị gì hết. Thì cái cây này là nó ngắn nha các anh chị, chiều dài nó chỉ có 200mm thôi. Các anh chị mình lưu ý nha,
Thì có hai tấc ha. Chị miệng mở rộng là 25mm nha các anh chị. Rồi mã 20, 107. Tiếp theo là mã 21. Là một cái cây mỏ lết lết tơ này nha các anh chị. 150mm. Đó, chiều dài là 150 da ben. Cây này cũng mới luôn nha. Đó, mới cáo luôn nha các anh chị. Thì cây này là chiều dài của nó là 150mm nha các anh chị. Thì cái miệng mở rộng của nó là miệng mở rộng là 20mm nha các anh chị. Miệng mở rộng là 20. Phần ngầm đều đẹp hết nha, trắng chưa sử dụng luôn á. Nó chỉ có đi bãi gì thì dính bụi bặm rồi tay chân rồi dính như vậy thôi chứ còn đẹp luôn nè. Rồi mã số 21 nha các anh chị, 120. Các anh chị mình lưu ý nha, em nói cái mấy cái mỏ lết nhỏ á, các anh chị mình lưu ý giúp em nha. Cây này khá nhỏ nha, nhỏ xíu nha các anh chị. Đó, rồi mã 21, 120. Tiếp theo là mã 22. Là một cái cây chìa khóa vòng hiệu xét như vậy nha các anh chị. Số của nó là 17. Đó, hiệu xét của Nhật nha. Thì cây này á, phần chìa khóa cũng đẹp nha các anh chị. Còn cái đầu này là cũng 17 luôn, lốt lắc nha các anh chị. Lốt lắc đó, 17 lốt lắc. Thì cây này là mã 22 nha các anh chị, 130. Em đo ở cây này chiều dài, chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Rồi tiếp theo là mã 23. Là một cái cây khẩu này, khẩu 3/8 nha các anh chị. Khẩu 3/8 là bằng 9.5mm. Đó, hiệu KTC Kyoto Tone. Đó. Thì cây này nè, bi của nó cũng còn ok nha các anh chị. Là một cái cây lốt lắc. Cây này thì chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Chiều dài 25, 170. Bi được cũng còn được nha các anh chị. Rồi mã 23, 170. Tiếp theo là mã 24. Là một cái cành này nha các anh chị. Cành này là Tona nè. Đó, Tona Japan. Cành này tự động nha các anh chị. Hoạt động ok nè. Cái này thì khẩu của nó là 3/8 nha các anh chị. Khẩu là 3/8. Đó. Chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. Chiều dài 17. Cũng còn được nha. Đó, cũng còn trắng sáng không bị gì nha các anh chị. Đó, rồi. Mã 24, 170. Tiếp theo là mã 25 nha các anh chị. Là một cái cây này. Cây này thì khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị. Thì cái đầu của nó có taxi nha. Đó, 12.7mm KTC. Thì cây này mình để hình thức như vậy là 30 sen nha các anh chị. 30 sen, còn mình rút hết ra là 38 nha. Thì em mới rút ra. Cái này là mình rút hết ra là 38 nha các anh chị. 38. Em rút cái bi em bấm nó xuống không được. Rồi mã 25 nha các anh chị, 230. Tiếp theo là mã 26. Mã 26 là một cái cây cần tự động của Tona nha các anh chị. Cây này thì logo nội địa Nhật này. Đó, Japan. Thì cây này nó khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị. 1/2 là bằng 12.7mm. Hoạt động ok. Đó, lắc qua lắc lại rồi ok hết nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 27 nha. Thì cái đầu của nó nè. Rồi mã số 26, 250. Tiếp theo là mã 27. Là một cái cây chữ T này nha các anh chị. Cây chữ T này. Thì cái cây này là hiệu của nó hiệu xét nha các anh chị. Xét nè, Japan. Cái này là khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị. Khẩu là 1/2. Thì cây này nó hình thức của nó như vậy nha các anh chị. Đó. Thì chiều dài của nó là 30. Cái này rộng cũng cái tay chữ T này cũng 30 luôn nha các anh chị. Đó, hình thức còn khá đẹp nha. Rồi mã số 27, 200 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 28, là một cái mỡ đá nha. Cây này cái mỡ đá hiệu tớp các anh chị. Cây này thì hình thức của nó nè. Cái gì? Mỡ mới mỡ. Đó. Cái này nè nha các anh chị. Cái bánh cái này nó cũng không được đẹp nha các anh chị. Cái thân của nó đẹp nhưng mà cái này nè.
cái quay này nó bánh đây nó hơi mòn mòn chút nha. Trời, cái cán đồ còn đẹp hết nha các anh chị, mã 28-100 nha các anh chị, mã 28-100. Tiếp theo là mã 29 nha các anh chị, mã 29 là một cái kìm này, cái kìm này là của cái hiệu lạ nha các anh chị, hiệu lạ nhưng mà nó có logo nội địa Nhật nha các anh chị. Đó thì cái cán của nó có cắn như vậy nha. Đó, cán của nó cắn như vậy nè. Đó, em sẽ quay kỹ nha các anh chị. Cán của nó cắn mà cái đầu đẹp lắm nha, răng ngàm được còn ok luôn nha các anh chị. Rồi, cắn nó cắn như vậy nè. Đây, cây này bự nha các anh chị, cây này chiều dài của nó tới 21 nha, dài 21 này, cái cán nó cắn như vậy. Rồi cây này là em cắt thử dây điện. Cắt ngọt nha các anh chị, cắt ngọt ngay luôn này. Nó cái đầu đẹp lắm nha. Đó, hiệu lạ logo nội địa Nhật này. Đó, chỉ có một cái là nó cắn cái vỏ thôi, còn đầu rồi còn mới hết, lưỡi cắt khít không hở, răng rồi còn đẹp luôn. Trời, mã 29 nha các anh chị, 200. Có cắn như vậy nha các anh chị, các anh chị mình chốt mình lưu ý nha. Rồi mã 29-200, cây này đẹp nè, size tới 21 lần. Rồi tiếp theo là mã 30 nha các anh chị, là một cái cây kìm của Furiya. Cây này cắn đẹp, không có rách cắn gì hết nha các anh chị. Đó, Furiya Japan, logo nội địa Nhật. Răng ngàm được còn đẹp nha, lưỡi cắt khít không hở. Rồi cây này em sẽ đó, cắt ngọt lắm nha các anh chị, cắt ngọt luôn. Rồi mã 30 nha các anh chị, 108. Cây này thì chiều dài của nó là 18 năm nha các anh chị, 30-108. Tiếp theo là mã 31, là một cái cây kìm này nha các anh chị, Furiya, logo nội địa Nhật. Cây này cắn đẹp luôn nha, đầu đẹp cắn đẹp luôn nha các anh chị. Đó, đây logo nội địa Nhật nha các anh chị. Đây, phần ngàm của nó này, lưỡi cắt khít không hở nha. Cái này còn đẹp lắm. Đó, cắt ngọt nha các anh chị, cây này còn khá đẹp luôn. Đó, mã số 31 nha các anh chị, 200. Cái này size của nó là 19 nha các anh chị, size 19. Rồi mã 31 200. Tiếp theo là mã 32 nha các anh chị, là một cái cây kìm của Mary. Đó, Mary. Cây này thì cái cắn của nó này, màu đồ còn đẹp nha các anh chị, nhưng mà nó bị nơi này nó bị xước xước như vậy. Đó, đầu của nó nè, em cắt thử dây điện nha. Đó, cây này cắt ngon lắm nha các anh chị, cây này còn ngon, khá đẹp luôn á, còn ngon luôn á. Chỉ có nó chỉ có bị nhẹ nhẹ chỗ này chút nha các anh chị. Cây này thì size của nó cũng 18 năm nha các anh chị, mã 32, 150. Đây, cắn này nha. Đó, rồi mã 32, 150. Tiếp theo là mã 33, là một cái cây này của Gilsuke nha các anh chị, quên, của SK11 nha các anh chị, logo nội địa Nhật này. Đó, cắn đẹp luôn nha các anh chị, cắn đẹp nè. Đây, phần răng ngàm rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Cây này thì size 16 nha. Đó, lưỡi cắt khít nha, lưỡi cắt ngọt luôn nha các anh chị. Đó, size 16 nha, cắn rồi đẹp luôn. Rồi mã 33, chiều dài của nó là 16 nha các anh chị, chiều dài của nó là 16 này. Đó, mã 33 nha các anh chị, 130. Cắn đẹp lắm, đầu rồi còn đẹp luôn, răng rồi còn mới luôn nha các anh chị. Đó, rồi mã 33, 130. Tiếp theo là mã 34 nha các anh chị, là một cái cây kìm cắt kẽm nha, cắt kẽm của bonsai nha các anh chị. Cây này thì cái phần tay cầm của nó ẹo ẹo như vậy nha, thì cái hình thức của nó này, lưỡi của nó là không có mẻ không gì hết nha các anh chị, nhưng mà nó không có chữ nha. Thì cây này nè, cắt ngọt ngay luôn nha, cắt cái dây điện này là ngọt lắm nha các anh chị. Đó, cây này là cắt kẽm bonsai gì đây, lưỡi cắt nó ngắn như vậy thôi nha. Thì cây này chiều dài của nó là 20 nha các anh chị, chiều dài của nó là 20. Đó, lưỡi cắt không chữ nha các anh chị. Mã 34 200, à quên, mã 34 300 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 35, là một cái kìm, một cái này nha các anh chị,
cái cây vít theo hiệu của nó là Annette này đó, Annette nha các chị, made in Japan. Thì cây này là mũi của nó là cái mũi này là BH1 và trừ 5. Ấy da, sao cứng nhỉ. Đây, BH1 và trừ 5 nha các anh chị. BH1 và trừ 5 nè. Đây, để vô. Rồi còn cái trang này là nó có, mình mở này ra nó còn một cái mũi nữa là BH2 nha các anh chị. Đó, mũi là BH2 nè. Để mình gắn vô nha. Đó, mũi dự bị đây. Đó, mình gắn vô đây. Rồi cái hiệu của nó là Annette nha. Thì cái này là hoạt động ok nha các anh chị. Lắc qua nè. Lắc lại nè. Trên giữa là một cây vít bình thường. Mũi đồ cũng còn ok nha. Rồi mã số 35 nha các anh chị. 130. Tiếp theo là mã 36. Là một cái cây vít này của Japan nha các anh chị. Cái hiệu của nó là gì? Made in Japan, Sin Black nha các anh chị. Sin Black này, Made in Japan. Cái này là một cái cây vít lùng góc, mở góc hẹp nha các anh chị. Cây này thì nó có một cái mũi là -6 và một mũi là BH2 nha. Đó, rất là ngắn nha các anh chị. Mình đút vô đây. Đó, đút vô đây. Mình xài. Cây này là chiều dài của nó là 8 sen nha các anh chị. 8 sen, hiệu Sin Black, Made in Japan. Có hai cái đầu mũi nha. Rồi mã 36 100 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 37 là một cái bộ mũi vít này. Thì cái bộ này là vừa vít vừa thử điện luôn nha các anh chị. Nó có là một mũi -6 này, một mũi BH1, một mũi BH2 và một mũi là mở được 6 mi nha các anh chị, 6 mi. Đó. Thì cái bao này nó bị rách nha các anh chị, bao này thì bị rách này thì em dán cái này vô nha. Đó, nó có cái mũi như vậy. Thì em thử. Thì em thử cho các anh chị mình xem nha. Em thử rồi nha các anh chị. Thử rồi, giờ em thử lại. Mình dặn cái này ra. Rút cái này vô. Đó. Rút mạnh vô nha các anh chị. Rồi mình dặn lại. Rồi đây. Điện đây nha các anh chị. Đây. Thì mình đó, xoắn nha. Đó. Đó. Rồi. Rồi thì nó gồm có 4 mũi nha các anh chị. Đây mình mở ra. 4 mũi, một mũi là -6, một mũi BH1, BH2, BH3, BH1, BH2, -6 và một cái mũi này là mũi để mình mở ốc lục giác 6 ly nha. Đó là bộ này. Hiệu của nó là Vercel. Rồi mã 37 nha các anh chị, 180. Tiếp theo là mã 38 cũng vậy nha các anh chị. Mã 38 cũng 108. Thì nó cũng y chang nha. Đó, nó cũng BH1, BH2 và cái mũi này luôn. Rồi thì em cũng thử nha. Mũi thì cũng còn được thôi nha các anh chị. Nó không được đẹp lắm đâu. Em sẽ thử. Khi mình dặn kỹ là nha các anh chị. Đó, mình vừa làm một cây vít thử điện rồi vừa làm cây vít luôn nha. Cây này thì đây. Đó. Sáng nha các anh chị. Rồi. Rồi mã 38 nha. Dạng cứng quá nó không ra rồi. Rồi mã 38 nha các anh chị. Em dặn mạnh quá sao giờ nó dặn nó không chịu ra. Rồi mã 38 là 108 luôn nha các anh chị. Bộ này luôn. Vừa vít vừa thử điện. Vercel luôn. Rồi tiếp theo là mã 39. 39 là một cái bộ khẩu này nha các anh chị. Bộ khẩu này thì cái bộ này nó tùm lum hiệu nha. Nó có cái này nè. Đó, logo nội địa Nhật. Nhưng mà đều của Nhật hết nha các anh chị. Cái này là số 10 nè. Số 10, 12, 13, 12, 13, 14 nha. Đó. 10, 12, 13, 14 thì nói chung là nó không có được đẹp nha các anh chị. Mà nó cũng nhiều hiệu nữa. Em bán cho các anh chị mà mình làm nghề thôi nha các anh chị. Nó không có được đẹp. 17, rồi 19, 21,
21, 22 và 26 nha các anh chị. 21, 22, 24 và 26 thì nó gồm 10 cục như vậy. Đó. Nó gồm 10 cục như vậy nha các anh chị. 10 cục như vậy. Rồi. Đó. 10 cục nha. Thì nó không được đẹp nha các anh chị. Mà nó có vừa tone rồi vừa KTC luôn nha. Thì cái bộ này em bán 230 thôi nha các anh chị, 230, các anh chị nào mình chốt là mình chốt 230 nha. Nó có 10 cục. Mã 39 230 2 4 6 8 10. Để em đọc lại số nha, nó có số 10 12 13 14 10 12 13 14 17 19 21 22 21 22 24 và 26. Rồi. Tiếp theo là mã số cái này là 39, mã số 40 nha. Mã 40 là một cái thùng đồ nghề này nha các anh chị. Cái thùng này nặng tới 4,2 kg nha các anh chị, nặng 4,2 kg. Thùng này bự lắm. Thì cái thùng này là hiệu của nó Toyo nha các anh chị, hiệu Toyo này. Thì cái thùng này nó như vậy. Đây. Thì ở bên trong là nó như vậy nha các anh chị. Đó, nó có một cái ngăn như vậy nè. Rồi em sẽ quay cái thùng trước này. Nói chung là cái thùng này nó hơi mớp mớp nha các anh chị, nó hơi mớp mớp, có gò ra, có gõ gõ nhẹ ra rồi nha. Thì cái thùng này bên trong đẹp nè. Đó, rất là dài dạng chắc chắn. Rồi nó có thêm một cái khay như vậy nha các chị, để các anh chị mình để đồ nhỏ ở trên nữa nha. Thì cái khay như vậy nè, em sẽ để vô nè. Đó, khi mà bên trong thì cũng còn đẹp nha, nhưng mà bên ngoài thì nó có mớp á. Đó, nó có mớp mớp như vậy nha các anh chị. Đó. Thì cái thùng này đó là như vậy nha các anh chị, nó hơi mớp mớp ấy, nên mình đóng cái nắp lại nó hơi cứng cứng chút nha. Mà nó nặng tới 4,2 kg nha các anh chị. Thì cái thùng này khá là dài dạng chắc chắn rồi, to nữa nha. Đó, có hai cái nắp dài. Rồi hiệu Toyo nha các anh chị. Cái thùng này là mã 40 này, 500. Rồi chiều dài của nó là 54 nha các anh chị. Thùng này bự lắm nha. Đó. Cái thùng này là chiều dài của nó là 54 nha các anh chị. Nhân 19 nhân 18, chiều rộng là 19, chiều cao là 18 nha. Đó, hình thức đít rồi cũng còn đẹp nha các anh chị. Nó có mớp đó nhưng mà em cũng sửa lại sơ sơ rồi nha các anh chị, nên vẫn còn ok. Rồi mã số 40 nha các anh chị, 500. Tiếp theo là mã 41. Là một cái thùng này nha các anh chị. Cái thùng này cũng hiệu Toyo Made in Japan nha. Đó, Toyo. Thì cái thùng này là nó ở hình thức của nó còn đẹp lắm nha. Đó, bên trong đồ đẹp luôn, không có bị gì hết nha, màu đồ cũng đẹp luôn. Rồi thùng này thì nặng của nó là 1,2 kg nha các anh chị. Thùng này là nặng 1,2 kg nè. À, hình thức của nó là 36 x 14 x 10 nha các anh chị. Rồi mã 41. 280 nha các anh chị, mã 41 280. Đó, nó còn đẹp nha. Mã 41 280. Tiếp theo là mã 42. Mã 42 là một cái mỏ lết này nha các anh chị. Cái mỏ lết này là nó bằng, nó chỉ con ốc này là bằng thép, bằng gì thôi nha. Còn cái thân này bằng nhựa, nhựa BS thì đó, cũng cứng lắm nha các anh chị. Đó, hiệu của nó hiệu tớp nè, Japan. Đó, mở. Chiều dài của nó là 250 nha các anh chị. Cái này là bằng nhựa để các anh chị mình mở những cái đồ mà không có làm hư đồ của mình á. Nó kẹp đồ nó không có bị trài á. Đó, thì cái cây này là hình thức của nó mở ra hết cỡ như vậy nha các anh chị. Mở hết cỡ như vậy là 65 sen nha các anh chị. 65 sen, còn cái chiều dài của nó là 250 nha các anh chị, chiều dài là 25. Đó, 25. Đó, hình thức cái phần ngàm đều còn đẹp nha. Rồi mã số 42 nha các anh chị, 250. Mã 42 250 nha các anh chị. 42. 250 nghìn.
Cái này là nhựa nhựa cứng nha, nhựa chắc chắn lắm nha các anh chị, hiệu tốt này. Japan đó, phần ngòm đồ còn đẹp nha các anh chị. Rồi mã 42 250. Tiếp theo là mã 43 nha các anh chị. Mã 43 là một cái cây thước này. Thì cây thước này là nó Japan kiểu KDS nha các anh chị. 42 43. Đó, là cái thước này nè, thước của nó là 3,5 nha các anh chị, logo nội địa Nhật này, made in Japan. Cái thước này nó cũng hoạt động được ok nha. Đó. Có một cái ống thủy này luôn nha các chị, nó chỉ 3,5 thôi nha. Ở bên ngoài thì nó cũng hơi dơ dơ chút, nó đen đen cũng không được đẹp lắm. Trời, cái này là mã 43 nha các anh chị, mã 43 100. Mã 43 để chị chút coi. Mã 43 140.000 nha các anh chị. Mã 43 140.000. 43 140. Thước 3,5 có ống thủy như vậy nha các anh chị, ống thủy còn đầy đủ nè, ngoài thì nó không được đẹp lắm. Rồi 140.000. Rồi mã 44 nha các anh chị. 44 là một cái cây kìm này. Cái kìm này thì thép trắng nha các anh chị, nó không có hiệu gì hết nhưng mà nó khá chắc chắn nha. Đó, cái kìm này để mình cắt kẽm cắt gì á, nó không có hiệu nha. Thì cái cây này là thép trắng dài dặn lắm, chắc chắn nha các anh chị. Cây này là mã 44 170 nha các anh chị. 170.000. Trời, để em quay cái này em cắt cái này cho các anh chị mình xem nha. Đó, cắt luôn. Cắt cũng cắt kẽm các chị nha các anh chị. Chắc kìm này cũng dặn cắt bonsai. Rồi chiều dài của nó là 16 nha các anh chị, chiều dài 16. Rồi mã 44 nha các anh chị, 170 lưỡi cắt. Đó. Không hiệu nha các anh chị. Không có hiệu nhưng mà lưỡi cắt rồi còn đẹp, thép trắng nha. Rồi mã 44 170. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ.